Emry xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn, xin mến chúc quý cô bác anh chị và các bạn có một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Hiện tại thì Emry đang có mặt trên đường Hùng Vương đây, một trong những cái khu vực khá là nổi tiếng tại quận 5. Quận 5 thì ở đây thì gia đình chúng ta thấy là qua tới quận 10 rồi, xin lỗi gia đình. Ở đây thì thấy bán nhiều ha, bán hàng rong. Ở đây ngay công viên thì thấy anh chị em chạy xe ôm công nghệ cũng đông quá trời luôn. Thấy là đi đâu cũng vậy. Bây giờ thì đây là hoa tươi nè, hoa mà ở những cái cửa hàng hoa ở đây thì gần chợ Hồ Thị Kỷ, cho nên mình thấy là có những cái hoa tươi thì người ta những cái cửa hàng hoa mà người ta bông người ta hơi héo đó, người ta sẽ bỏ đi, người ta sẽ đỏ vô những thùng rác này, và đây thì các có những cái anh người ta giặt lại nhặt lại mà để bán ha, thì coi như là cái hoa mà kém chất lượng đó thì ở shop hoa nó dạt ra nó bỏ rồi bắt đầu nhặt lại để bán để kiếm lời, thì những cái rẻ mà những người nó ít tiền ta có nhu cầu mua thì người ta cũng bán được. Ngay chỗ con đường Hùng Vương gia đình chúng ta thấy quận 5 đây, một bên quận 5 một bên quận 10 nha, gia đình chúng ta thấy là bên tay trái là quận 5 đây. Quận 5 thì bán đây là khu đoạn này thì chuyên bán về điện thoại rất là nhiều, điện thoại phụ kiện phải nói là trong những cái năm mà khoảng 2010 mấy trở đi đó, thì ở đây là bán rần rộ rộ luôn. Cái thời mà Nokia mà 8800 đó, còn một thời quanh liệt đó, mình cả thấy đó, thì ở đây là coi như là bán đầy luôn, full luôn, nguyên con đường luôn, bán điện thoại không à. Thời điểm đó thì phải nói là bán điện thoại ngon quá trời ngon luôn, bán được, bán rất là ngon, nên là ai cũng thuê mặt bằng để mà bán điện thoại hết trơn. Còn bây giờ thì bỏ chạy cũng khá nhiều rồi, như ngân hàng Việt Băng ở đây thì cũng khá là lớn đó, ha. Nhưng mà bây giờ phải nói là khách thì rất là vắng. Mở ra một cái quán cà phê mặt tiền thì cũng leo que một vài khách rồi, nhìn ảm đạm. Còn quán ăn Tròn Ký đây, quán ăn Tròn Ký thì lúc trước Tròn Ký là một cái quán bún bò ha, bún bò Huế, với chuyên những cái sản phẩm mà gọi là cái tô thịt và thịt chất lượng tô bự trà bá luôn, cái miếng giò heo mà ăn không hết luôn, thì đó là heo đông lạnh, nhưng mà bán giá cũng rất là đắt. Sau thời gian này thì bán chậm lại rồi, chuyển sang kinh doanh quán nhậu. Kinh doanh nhậu thì thời gian gần đây thì coi như là bị một cái kiểm tra nồng độ cồn bằng không, quá rất rao của lực lượng cảnh sát giao thông. Thì gần đây thì như là tất cả các nhà hàng quán nhậu thì coi như là cũng chịu trận, coi như là gồng lỗ và ế chịu không nổi. Một thời gian sau thì một số gọi là nhà hàng người ta cũng phải là phá sản, đã bỏ chạy hết rồi đó. Thì cà phê Milano hơn quá, cà phê Milano quán này đông nè, thấy bây giờ mà để tìm được quán cà phê mà đông khách như vậy là hiếm luôn á, tình trạng bây giờ là hiếm đó. Thì đây là có quán nhậu Tròn Ký ha, nhiều nhà quán ăn Tròn Ký đây đó, thì quán nhậu giờ mở ra cũng chịu trận, phóng lao phải theo lao thôi chứ giờ quá ế. Đây thì cơ sở của Vinaphone ha, mình có các dịch vụ gì của viễn thông về mạng Vinaphone, mình ghé đây nữa. Ủa đây còn một quán cà phê nữa, 3T Coffee đây cả nhà mình, 3T Coffee phải đông quá đông luôn, vỉa hè đẹp, khu này thì gọi là cây xanh bóng mát quá trời rồi, quá đẹp luôn, cho nên là vào nhìn vào đây thì khách cũng khá là nhiều đây, cũng chúc mừng ha, các ông chủ quán cà phê mà mở quán cà phê được đông vậy là cũng mừng đó. Thì Sài Gòn mình mà những cái năm khoảng 5 năm về trước á, thì những cái quán cà phê đó, nó luôn luôn như vậy, nó đông rần người vậy đó, rất là tuyệt vời. Nhưng mà bây giờ thì coi như là quán cà phê mà hiếm để mà quán cà phê đông khách là đếm trên đầu ngón tay luôn. Ở đây cũng có quán cà phê giữa hè được một khách, thấy chỉ được một khách thôi, te tua tơi tả ha đó. Thì đây nói là buồn luôn, quán cà phê đây là buồn tơi tả luôn đó. Nhìn đây thì gần đây gần tới chợ hoa Hồ Thị Kỷ rồi, cả nhà mình thấy là trưng hoa, bán hoa rất là nhiều, mà đa số hoa đây bây giờ để quá chịu nổi, đổ bỏ. Nãy gia đình chúng ta thấy vừa rồi cũng xe ghét chở nguyên xe hoa còn tươi còn xanh luôn nha. Nhưng mà ở cái tiêu chuẩn mà về shop á, thì những cái loại mà hơi héo xíu thôi là không được rồi, cho nên là người ta phải là bỏ đi thì
những cái anh công nhân nhà gác này ảnh lại lấy là anh bán rẻ cho mối khác đã bán trở lại đó, thì nó cứ xây dòng như vậy. Đây thì nhìn thì rõ ràng là những cửa hàng di động bây giờ mở ra nhưng mà vắng quá, từ cửa hàng lớn đến cửa hàng nhỏ luôn đó, thì đều gọi là không có khách ha. Mở ra nhiều quá, có quán cà phê kia mặt tiền quán cà phê Ben Coffee người thấy không có khách nào hết trơn cho nên là nhìn thấy những cái quán nào mà kinh doanh ngon lành, làm ăn được ổn áp là ghi mừng cho những cái quán cà phê đó. Chứ bán mà ra bây giờ thấy quán nào cũng lỗ, cũng phá sản không à, cũng rất là buồn. Thì đây thì ngay chỗ có quán ăn rồi, ở đây là chợ rẻ vô đường Hoa Hồ Thị, Hồ Thị Kỷ đấy. Chợ Hoa Hồ Thị Kỷ à, chợ hoa bây giờ thì nhìn téo heo à. Cô chổng nhìn buồn lắm, tại vì đâu có khách khứa gì đâu mua đầu năm nữa, rồi nhìn gọi là tê tơi tê tả luôn, cho nên là cũng ngại vào đó để mà review. Đây thì tiếp tục nữa, đi đây thì hai bên đường mình thấy được là một cái gì đó rất là vắng, giống như là thật sự mà thời gian gần đây á, mình đi trong đường trong thành phố mình cứ ngỡ như mình đang đi quốc lộ, xe cứ chạy vù vù từ tỉnh này sang tỉnh khác thôi. Thì ở đây trong thành phố thì xe cũng chạy vù vù hay đường vậy á, nhưng mà hai bên đường thì không ai bán được gì hết đó, giống như là cái đường cao tốc này, xe chạy vù vù luôn, hai bên đường mở cửa hàng ra là cũng chừng như thế này đấy, làm gì có một khách nào ha, bán gì là chết luôn rồi. Hai ba bốn cái cửa hàng điện thoại và liền nhau rồi. Mà khách khứa không có, chủ cũng không thấy đâu luôn, bán mà vắng quá ghét là chủ cũng nản nữa. Rồi bên kia nữa là bên đường nữa Vinh Trần Mobi đó. Đó cửa hàng điện thoại cũng thấy chị ngồi bán nhìn cũng mặt bằng ngon lành ha, giá cao khang trang, mà khách thì gọi là không thấy đâu ấy. dài trên đó nữa thì cũng cửa hàng đóng cửa nhiều rồi, mình thấy giờ tội cho bà con kinh doanh không, mở ra là coi như là toàn thấy là teo héo không, eo xèo không. Ở đây thì có một cái nhà xe Hùng Hiếu ha, nhà xe Hùng Hiếu rồi. Đó, thì chợ hàng hóa đủ nhiều đấy đó, cũng mừng những cái cơ sở kinh doanh người ta làm ăn được, xe chất lượng cao ha, nhà ghế thôi chứ không phải giường nằm, nhưng mà xe ghế thì chạy đoạn gần nó chứ không xa, đoạn xa xa thì đa số là người ta chạy giường nằm hết, bây giờ đi giường nằm là nhiều. Kể cả bây giờ là Phương Trang xe thì thấy hiện tại thì chỉ có nhà xe Phương Trang là mạnh ha, cái tuyến miền Tây miền Đông đồ Phương Trang thì thấy rần rần rộ rộ hơn so với những cái hãng khác. Đây tiếp tục nữa thì đây thì cũng ngay ngã tư của Hùng Vương và Lê Hồng Phong rồi đây. Đây thì một bên ha, bên đây thì Di Động Việt đây, đây Di Động Việt đây, thì thấy cũng có một vài khách đi vào đó. Thì đường Hùng Vương thì cũng rất hay, chia cắt giữa hai bên hai quận, một bên tay phải là quận 10, bên tay trái là quận 5, ranh giới của hai quận luôn. Đây là quán Bún Bò Huế Toàn Trí, nãy đi nói bên tay phải nữa. Bây giờ thì cũng vắng tẻo theo khách rồi, cũng còn khách nữa, ba bốn mặt tiền liền luôn. Đi ngang thì thấy thơm cái mùi mắm ruốc. Đoạn này thì người ta chuyên kinh doanh bán những cái xe nước mía, những cái xe mà bán hàng ở ngoài đó, mình thấy đây rất là đông luôn. Chuyên danh đóng những cái xe này người ta bán đó. Thì lúc trước thì ngon, có những cái xe gì thôi là kiếm cơm kiếm gạo được rồi, bây giờ nhiều khi mở cái xe gì ra cũng ế thấy mồ luôn, chứ không phải ế bình thường nữa đó. Bên đường thì quán cà phê không thấy khách đó, quán cà phê mặt tiền không thấy khách. Gia đình chúng ta thấy đó, có một số quán cà phê thấy đông khách làm ăn được thôi, còn đa số là mở ra là ngồi chịu trận hết đó. Thì điện thoại đồ đó thì coi như là ngồi hết trơn, tội ha, tội cho bà con kinh doanh ở giai đoạn này. Nhìn thấy cái đường như vậy nè, nó vắng tẻo teo vậy rồi kinh doanh làm ăn gì nữa đó. Ở đây thấy khe thua, gọi là thua đường mà mình nói đường ma thì cũng đúng, tại vì xe chạy cộ chạy đầy đường hết trơn, mà nói đường ma thì không đúng, không hợp lý. Nhưng mà nếu mình nói là bây giờ đường này sung thì rõ ràng nó cũng không sung, tại kinh doanh cứ buôn bán gì được đâu gọi đường sung, thì nó giống hơn một cái tuyến đường quốc lộ hơn, giống như một cái tuyến đường cao tốc, xe di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh kia đó, từ quận này sang quận kia thôi. Chứ vòng vòng là ở đây thì coi như là kinh doanh là coi như là thua rồi, thua trắng luôn chứ không phải thua bình thường nữa.
quá khó khăn ha, cho cái hoàn cảnh hiện tại như thế này. Đó thì càng đi thì mình thấy càng thấm rồi. Tình hình kinh doanh mua bán của bà con thì coi như dùng một từ thôi, chậm, rất là chậm luôn chứ không phải chậm bình thường nữa. Ngay đoạn này thì có cây xăng Petrodimet rất là lớn ở đây ha. Bây giờ đi cây xăng này thì thấy khách cũng vắng. Đa số mình thấy là những cái cây xăng khách vào đổ cũng được không kịp. Petrodimet là một trong những cái cửa hàng xăng dầu mà gọi là uy tín và có tiếng, được nhiều khách hàng ưa chuộng, nhưng bây giờ cũng vắng tẻo teo, buồn, nhìn lại là rưa rưỡi luôn. Đây thì ngay đường Trần Nhân Tôn, Trần Nhân Tôn với Hùng Vương, đi xe chạy thẳng luôn, chạy thẳng luôn ngay đoạn này. Cái gốc này thì ra có cái hướng tẻ nữa ra đường Nguyễn Chí Thanh nữa nè, Nguyễn Chí Thanh, nhưng mà đi sẽ đi thẳng luôn cái đường Hùng Vương ha. Nãy giờ mình đang đi trên đường Hùng Vương rồi, bây giờ mình sẽ đi luôn đó, chạy tiến vào luôn Hùng Vương. Thì ngay chỗ đoạn này thì có một cái công viên, đó là công viên Hòa Bình. Công viên Hòa Bình thì cũng rất là nổi tiếng. Ở đây thì ngày xưa là nổi tiếng về gọi là xì ke ma tí, tối thui, ung tùm lắm. Rồi gái mại dâm đồ tập trung đây nhiều. Còn bây giờ thì nhà nước đã sửa soạn lại cái công viên gọi là khang trang đẹp đẽ rồi. Thấy các chú, các cô đồ cũng vào đây chạy bộ, tập thể dục, rồi đánh cầu lông, đồ đá cầu rồi. Coi như là ngon lành thành đạo. Giờ coi như là đẹp rồi. Đó thì đây là nguyên cái đoạn này luôn, người ta chuyên bán các tủ xe hủ tiếu ha, xe nước mía đồ đó, nói chung là xe bánh bao, gọi là những cái xe mà bán ngoài đường đó, thì người ta đây là bán rất nhiều. Chạy tới đoạn này mình thấy rồi đó, ngay chỗ công viên Hòa Bình đây thì giờ này vẫn còn là thấy nhiều cô chú đây đang gọi là chơi cầu lông nè, chơi đánh cầu lông đâu nè, mà trong mình thấy đó đá cầu đồ nhiều ha. Tại vì đứng gốc này có mấy cây hư khuất, mà đây thì xe hơi đậu hết rồi, nên là không có cái góc quay để mà ghi quay chi tiết vào ha, cho gia đình chúng ta dễ nhìn hơn. Đó thì đây thì khu này cà phê nhiều, ngay chỗ Sư Văn Hạnh đây, Sư Văn Hạnh với đây nhìn này. Giờ này thì các chú gọi là đá cầu ha, đá cầu đây nhiều. Công viên bây giờ thì cao ráo, thông thoáng, sáng đẹp, văn minh. Đó, những cái công viên đây thì giờ cải thiện rất nhiều rồi, như công viên Hòa Bình nè, công viên Văn Lang nè, nó thì cải thiện được các tình trạng mà gọi là cây rồi mọc rồi tùm tối ôm ở trong á, rồi tệ nạn sẽ nhiều. Còn bây giờ thì thông thoáng đẹp rồi. Cái chỗ gốc đây, khu đây thì mình thấy đó, đoạn đường này thì nhiều gọi là nhiều cái quán cà phê. Đường Sư Văn Hạnh thì nổi tiếng cà phê rồi, ngày xưa thì trùng trùng điệp điệp, bây giờ cũng còn nữa, nhưng mà so với ngày xưa thì chắc cái đẻ giảm hết 70% rồi, chỉ còn khoảng lại 30% thôi, quán cà phê còn trục được. Đó thì bên đây phải, bên tay tay trái của đại gia đình chúng ta là bệnh viện 30 tháng 4 ha, bệnh viện 30 tháng 4 đây. Khu vực này thì cũng có An Đông và La Sa, ngay cổng sau An Đông và La Sa nữa, coi như là kinh doanh cũng sầm uất khu vực này. Mà bây giờ thì mình nhìn leo trèo nè, những cái người mà bán hàng rong, bán đồ cũ, bán đồ cũ tội nhất là anh chị bán đồ cũ, gọi là cái gì cũng bán, cái nón 30.000 cũng bán, 20.000 cũng bán, nón bảo hiểm, đôi dép 10.000 cũng bán đó, còng dây nịt 5.000 cũng bán, coi như là cái gì cũng bán hết, tất tật, mà bán cái gì được là đem gặp bán hết trơn. Mà bây giờ thì kinh doanh thì nó eo xèo lắm, nó te tua tơi tả rồi, làm ăn bây giờ thì quá khó khăn, thật sự mà nói là khó khăn dữ luôn đó. Thì đi đoạn này mình mới thấy được là ngay đây đây, và đây nhìn là bên tay trái gia đình chúng ta là An Đông đây, An Đông ra ra đây là trung tâm thương mại An Đông, nhưng mà chuyên bán về thời trang. Rồi gia đình chúng ta thấy là đầu năm Tết này thì thời trang cũng thua rồi, thời trang thì nó ế nguyên một năm rồi, nên năm nay đầu năm nữa, đầu năm thì những năm trước thì có lẽ là được, tại vì những năm trước á thì khi mà Tết là cái cửa hàng đã bán hàng được hết rồi, bắt đầu sang tới đầu năm cái ta lấy hàng mới về ta bán nữa, bán hết hàng đấy. Còn năm nay thì coi như là tồn động hàng quá nhiều, nên là cũng ít ai lấy về bán ha. Clip em Ri đến đây thì cũng xin tạm dừng. Em Ri cũng xin chân thành cảm ơn đại gia đình mình đã đồng hành cùng em tham quan trọn vẹn khu vực này. Một lần nữa em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.